Rồi cô tạo các bạn một cái button nữa để các bạn click chuột vào để show ra cái lead view. Thì cô demo một cái lead view nè. Cũng tương tự như khi nãy, cô tạo một cái activity để hiển thị cái lead view. Là ta vẫn phải new, đúng không? Activity Empty, đúng không ạ? Ok. Cái này là ta có là list view. À mắc cười lắm, nghe nào. Trật tự. Nhiều bạn đặt tên cái activity là list view luôn, hiểu không ạ? Mà nó vẫn cho, nó không bảo lỗi không gì hết. Lần sau sử dụng cái list view gốc của nó không có được. Hỏi cô ấy tại sao em sử dụng list view không được. Tại vì bạn đã ghi một cái activity, một cái file Java là list view rồi thì nó sẽ hiểu là file này, nó sẽ sử dụng file này luôn và nó không sử dụng cái API nữa, không sử dụng cái list view nữa, hiểu không ạ? Cho nên bị lỗi. Các bạn lưu ý, đó là một cái lỗi. Lỗi thứ hai nữa là các bạn tạo cái list view mà các bạn ghi ví dụ list view mà chữ V các bạn viết thường, thế là sử dụng không có được. Cho nên các bạn lưu ý là nếu cô tạo một cái mới thì tránh những cái class mà có sẵn ra, hiểu không ạ? Ví dụ cái này có sẵn rồi thì cô tạo thêm cái chữ demo vào đây, hoặc là các bạn thêm chữ activity vào đây là không có bị trùng, đúng không ạ? Không bị trùng tên. Ok đấy, tránh trường hợp các bạn đặt trùng tên nhé. Ok rồi. Thì các bạn có cái giao diện đây, giao diện này là trống đúng không? Ta để cái anh gì vào ạ? Linear. Ta để anh vertical vào đây. Được mà. Lâu quá. Ừ. Được chưa? Sao chậm dữ vậy? Okay, and similarly it's got the cat, the left, right, but you don't have any of that, which is going to stop them, right? So let's clear that one. So it's going to be a copy. Ôi, được rồi, bây giờ tôi copy cho nó lẹ. Okay. Đây, cô copy nó cái linear layout này nè. Now the pointer is just going to have stop moving. That's it. Stop moving any time the pointer or the button is moving. Cô tạo nó ở trong này một cái linear layout. Let's do the same here. Add new layout, pointer up, clear, pointer manager, stop moving. Okay. Được chưa? Rồi. Rồi các bạn gõ code vào đây. Được chưa? Hoặc là các bạn kéo thảo vào đây. Ok. Cái này là một cái linear layout rồi. Các bạn kéo thảo vào đây. Có lỗi gì không? Không. Không phải đâu. Ok đó. Rồi bây giờ các bạn kéo thảo một cái list view vào đây. Và các bạn xem vào cái view. Đâu rồi, widget nè. Ta nhìn thấy cái này, ta sẽ kiếm cái thằng cái anh list view. View. Đâu rồi? List view. Nắm này kéo vô. Thế. Đấy, nó sẽ đổ ra như này các bạn ạ. Được chưa? Không có gì đâu. Nó hiển thị cái giao diện vậy thôi chứ nó không có gì. Hả? Đấy, code của nó sẽ là đây. À, đã là list thì nó sẽ là nhiều. Mỗi cái này danh sách nó sẽ là nhiều. Hả? Tùy em, cái nội dung của em. Từ từ đi các bạn. Đặt ID cho nó nè. ID nè. Là
list, my list chẳng hạn, đúng không ạ? Cái ID này, my list chẳng hạn. Ok rồi, bây giờ các bạn vấn đề là ta làm sao đổ dữ liệu lên lên đây. Ok, cái này chưa có gì nha. Bây giờ làm sao để các bạn đổ dữ liệu lên thì các bạn sẽ phải viết code, có hiểu không ạ? Code thì viết code, cái này thì các bạn phải là viết ở đâu ạ? Bên này, được không? Thì trước tiên là ta phải lấy được đối tượng lead view đã. Lead view cái trên nha, đúng không ạ? Đó, list gán và chấm phẩy đi ha. List bằng list view file r chấm cô thấy là dòng các bạn con bự hơn, nghe to hơn dòng của cô nữa rồi đó. Trật tự rồi, bây giờ nghe nè, nó là danh sách cho nên là nó phải là nhiều, thì có thể các bạn dùng mạng nghe nha, có thể các bạn dùng mạng hai, có thể dùng mạng, có thể dùng array list, đúng không ạ? Có thể dùng bất cứ cái gì, miễn nó là collection, tập hợp. Thì bây giờ cô sẽ dùng array list, cô demo cho các bạn coi. Thì ta sẽ tạo một cái array list, được chưa? Các bạn enter như vậy á thì nó sẽ từ import vô, đúng không ạ? Rồi array list gán bằng, các bạn nếu như các bạn làm đầu tiên thì cô demo đầu tiên cái bài 3 cô sẽ để string chuỗi. Ok, new array list, đây cái bài lắp 3 của chúng ta là bài này, đúng không ạ? Cô sẽ tạo array list, list view như này. Thì đây các bạn dữ liệu các bạn nhập vào sẽ là cái này. Android cơ bản nâng cao giao diện nha. Thì các bạn sẽ add nó vào list trước. Add nó vào array list trước là ta có là array list chấm add Android chấm add Android nâng cao. Chấm add. Cô add 3 cái thôi. Thiết kế giao diện. Cái này cô add 3 cái để các bạn coi, các bạn phải làm bài tập các bạn phải add đủ ha. Ok. Rồi bây giờ các bạn phải tạo một cái adapter. Nó sẽ có một cái gọi là array adapter. Đây. Và array adapter này thì các bạn tạo là, giả sử các bạn để là adapter, đặt tên cho nó là adapter bằng new array adapter. Và các bạn bây giờ phải truyền đối số vào. Thì ta xem nó có những cái đối số gì. Đấy các bạn có thể coi nè, nó có những cái đối số gì. Ok, đối số thứ nhất của nó là cái gì đấy ạ? Không phải. Đây. Ở đây ra adapter này, cái này đối số thứ nhất đó là cái contact ha. Contact các bạn để this hoặc là để activity.this. Trong trường hợp này các bạn phải để activity.this. Hai là các bạn để cái, đây là cái hàng số android.r.layout.simple.list.item1. Cái này là một cái chuỗi hàng số, cái này bắt buộc phải khai báo như này. Và cái thứ hai nó chính là cái gì đấy ạ? Cái array list ha.
Rồi, cái này activity của ta là cái này, các bạn copy lại. Ở đây đồ số thứ nhất chính là context chấm this phẩy android chấm r chấm cái gì á layout chấm simple list item 1 phải đưa array list này vào, các bạn đưa array list này vào đó. Rồi và cuối cùng là ta add cái adapter này vô cho cái list, thì ta sẽ gọi list chấm gì đấy hả, set adapter, thấy không ạ? Đây ta sẽ gọi là cái list chấm set adapter và đưa cái adapter này vào. Được chưa? Đã xong, bây giờ tôi đã load xong được ba cái này. Bây giờ làm sao ta gọi nè? Muốn gọi thì ta phải vào main activity. Có phải main activity ta click chuột không? Ta click chuột vào cái này đúng không ạ? Để văng ra cái kia. Đúng không ạ? Thì ta vào main activity. Các bạn chọn cái này, các bạn cũng chọn thêm button. Button là list view. List view. Ok, ta cũng khai báo cái này. Cái này là button gì đấy hả? List view. Rồi, thì ta có button, cái này sẽ là button list view, đưa vào đây. Rồi ta cũng on click thôi. Đấy, các bạn cũng tạo intent đi trang như vậy. Nhưng ở đây các bạn đưa ra cái gì đấy ạ? Cái này là list view activity. Ok, xong chưa? Okay. Rồi bây giờ ta chạy nhé. Build nè. Click build nè. Chấm rebuild project nè. Đấy, nó sẽ build. Rồi. Cái này các bạn chờ một xí thôi. Chỗ này các bạn xóa nó đi. Đây. Ok chưa? Cái này nó sẽ nhanh hơn đúng không? Nó sẽ build nhanh hơn. Vâng. Rồi các bạn click vào list view nè. Nó ra được chưa? Dữ liệu ra chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.